Thì cái khuôn này anh phun 5 công phải không? Thử nghiệm 5 công đó phải không? Ừ. Mà hằng này thì thuốc nó đậm hơn, tại vì hằng này rồi chừng nào dư mình mới đem ra đây này hiểu. Cho nên là cái thuốc nó dợt hơn. Dạ. Còn chứ, nó chỗ bữa nay là nhiêu ngày rồi? Bữa nay coi cơ. Dạ bữa 18 đó. 18 âm lịch hả? Bữa nay hai mấy? Em cũng không nhớ. Bữa nay 26, 27 gì phải không? Cũng gần 70 ngày. Dạ. Khoảng gần 70 ngày đi. Là bữa trước là anh phun cái thử nghiệm cái thuốc của bên công ty em là được một cử, bữa nay là tuần lễ sau phun rồi phải không? Ừ, tuần. Dạ. Bữa phun là mới chỗ đất đát nhẹ bông hả? Mới có gạt gạt vào một cái bông. Là lúc đó là đang bị luôn. Như là đang bị cháy. Ừ. Rồi có vi khuẩn nó có cháy rồi ha. Ừ. Thằng chi gặp nó cho nó đưa lên hơi chảy, phải mình điểm mà trước cái giai đoạn đó. Nhưng mà có cái anh thấy là cái vết bệnh của mình này, nó khô. Ừ. Miếng này bữa hổm rồi dòm dữ lắm, mà bữa nay dòm nó đỡ đỡ rồi nè. Bên này là bữa nó chai nặng hơn phải không? Ừ, nó nặng hơn, tại vì dao trong mình nó xịt cái hiệu quả nó không có cao. Dạ. Rồi mới đứt thăng rồi, thí điểm là anh mới đứt thăng đi xịt. Anh mới xịt mấy giặt này, mà anh xịt mới hiệu quả được, chứ mấy dao mới nói xịt đâu hiệu quả. Anh phun thuốc xong anh đánh giá là khoảng mấy ngày là nó đứng. Hai ngày rồi anh thấy nó khô đó. Hai ngày là thấy đứng lại ha. Ừ, thấy nó đứng rồi đó. Nó không có lan nữa. Không lan da, nhưng mà nó làm vết bệnh nó khô. Khô như thế này. Dạ. Nó có chỗ nào nhiều không coi thì cái này cũng ít. Thuốc nào bị nặng. Ở đây thì nó thích này cũng không có nè. Con cái đi. Giống dạ. Này anh nói giống này thêm 8 hả? Ừ, thêm 8. Dạ. Sau phun thì đánh giá thấy 2 ngày là thấy nó đạt ha. Nó đạt, đi dầm ra ngoài kia còn coi cái chỗ vết bệnh, trang chỗ cái đực nước không. Dạ. Tức là mình phun thử điểm tới cái khu này, nó tới cái có cái ranh bên kia là anh xài thuốc khác rồi phải không? Ừ, bên kia là khác, bên kia thì xài thuốc của ADC. Dạ. Tại vì em mặc nói về ADC đó vậy mà. Dạ. Bữa đó cái chai Mentos là tính ra là anh cứ chia vậy là anh chia bao nhiêu bình? À, 5 công nhưng mà nhớ nhiêu bình không? 12 bình. Tại vì anh phun cái lượng nước nhiều ha. Một chai Mentos mà anh pha 12 bình nhưng mà phun có 5 công thôi. 5 công. Nhưng mà chị anh mới nói đó, cái lượng chung yêu cầu nói cái chai đó là pha là 10 dạ. Công thôi. Chứ còn nước thì anh tự anh. Dạ. Tức là anh phun lượng nước nhiều hơn người ta. Phẩm đó là lúc mình chưa chỗ ha, như mình chưa sạch đó. Ừ. Rồi mấy này nè, đớm nhiều lắm. Cái cháy lỗ lỗ nhiều ha. Ừ. Nhưng mà xịt mới 2 ngày anh điện cho Ngọc nó hay đó, nói nó bữa nay im rồi cưng ơi nó khô rồi. Ừ. Nói như cái chậm này nè. Cái chậm đó dạ. Chậm tinh tí rồi nó ra nghe không? Dạ. Mà dưới đây á là nó không cháy cũng không được. Tại vì ở dưới đây là nước nó chậm mê. Màu nào nó cũng cháy khu này. Ừ. Từ cái mấy cháy đó đảo ở đây rồi không có nó giống gì gì chân năm nào cũng vậy. À. Còn mình coi thì bên kia nó không thấy, thấy là anh thấy nó cầm được đó. Nói chung là ngay cái chỗ anh phun này là năm nào nó cũng bị cháy ngay đây chứ. Còn cái nào đó hồi đó giờ không cháy đó nha. Mà năm nay nước khu không được là bị. Dạ. Tại vì nó phóng quá lên cao rồi phải bị. Khu đó. Tới bây giờ cũng hơn nửa tháng nữa mà chưa hết nước. Dạ. Coi như là hồi trước lúc thời điểm mình phun cái Mentos là nó đã có cháy lỗ lỗ như chỗ đó rồi ha. Ừ. Dạ là tới bữa nay tuần sau phun là thấy là nó nằm đó luôn. Nằm đó luôn, nó không lan ra thêm. Ừ. Dở đợt đó cưng phải nói sớm với nó là bữa hổm cái đợt mà mấy tháng trước nó họ thảo á